người chơi sát thủ rất hay và sở trường. Di đang có một tỷ lệ thắng phải nói cực kỳ cao với con bài Akali của mình, khi mà cái chuỗi 5 chiến thắng vừa rồi của anh ta có rất nhiều ván đấu mà anh ta sử dụng chính con bài Akali này. Và đặc biệt là trong trận thi đấu mà gặp đối thủ như là J-Team thì con Akali của Di vẫn phát huy được tối đa tác dụng. J-Team nhắm đến Gragas ở trong lựa chọn đầu tiên của mình và hở ra Kai'Sa dành cho bên phía đối phương. Thunderfuck tích luôn hai xạ thủ của mình ở trong hai lựa chọn đầu tiên à? Hợp lý, Kai'Sa đường giữa và Chuyên đường rồng, một con cấu rỉa, một con setup cho tranh, còn một con sẽ làm công việc là gây sát thương DPS và kết liễu như mục tiêu còn lại. Và bên phía của J-Team chúng ta chờ đợi xem đối sách của họ là gì. Đối sách của họ là Zax, một bài cũng khá là phù hợp với cú phản công của mình, có thể chống được khá khá cái lượng sát thương đến từ những vị tướng xạ thủ ở thời điểm này. Bên phía bên kia thì cũng có một chất tướng có thể counter xạ thủ tốt không kém, đó là Gwen cùng với lại cái xương làm bất bại của mình. Đó, và cuối cùng thì cũng đã trả được lại một xạ thủ dành cho bên phía của J-Team với con bài Zeri này. Và ván đấu trước thì chính Yeji đã có được một pha giao tranh cuối cùng mà anh ta đang không giữ vị trí tốt và bị tìm đến được bởi con Rakan đến từ trong tay của SMY. Và trong pha giao tranh đó thì anh ta cũng không gây ra đam và phải bị hạ gục rất nhanh chóng ở trong giao tranh. Và lúc này có lẽ Yeji cần có những sự giữ vị trí nó cẩn trọng hơn khi mà biết rằng đội hình bên phía đối phương có những chiêu thức có thể bắt được vào vị trí của mình. Và bên phía của J-Team đang hướng đến những chất tướng hỗ trợ trong đội hình của Thundertalk, khi mà ba vị tướng đầu tiên Thundertalk nhắm đến đều là những chất tướng Hyper Carry. Thundertalk cho mình bây giờ bắt đầu cấm sát thủ, họ cấm đi hai con tướng mà 0711 đã sử dụng ở trong trận thi đấu này, một là Evelyn, hai là Khazik. Tới điểm hiện tại thì còn con sát thủ nào nữa không nhỉ? Vẫn còn Rengar để cho bên phía của J-Team có thể nghĩ đến, có thể sử dụng ở trong thi đấu này nếu như Rengar nằm tay của 0711 mà bản đồ của chúng ta còn là bản đồ nguyên tố nước nữa thì sẽ là rất tuyệt vời để cho 0711 có thể tìm bắt vào hai xạ thủ hàng sau của Thundertalk Gaming. Xin ra một lựa chọn hợp lý. Bên phía Thundertalk hiện tại khi mà họ đang có quá nhiều chất tướng gây sát thương rồi thì hai chất tướng còn lại của họ bắt buộc sẽ phải là những chất tướng gia tăng thêm khả năng chống chịu dành cho đội hình. Cặp đôi Galio và Xin Zhao có thể là những thứ mà bên phía Thundertalk đang hướng đến, một bộ đôi tối đa khả năng chống chịu ở hàng trên dành cho bên phía Thundertalk. Và Olaf bây giờ được mang vào dành cho bên phía của J-Team. Tuyệt vời, Olaf. Và có lẽ đây là lần đầu tiên Olaf được xuất hiện trong vòng bảng của chúng ta kể từ sau khi mà chúng ta cập nhật lên phiên bản 4.2, nếu như tôi nhớ không lầm như thế. Và đây là cuộc bài mà bạn sẽ rất dễ dàng để có thể tiếp cận vào vị trí của những chất tướng xạ thủ. Đến cái việc là bây giờ cái chiêu cuối cần tới đó là drop của Olaf, thứ nhất là không bị trừ giáp nữa, và thứ hai là cái tận thế đó là drop của Olaf, chừng nào mà Olaf còn bổ thì cái tận thế đó là drop vẫn còn giữ nguyên được cái thời gian tác dụng. Cái thời gian tác dụng cơ bản của tận thế đó là drop bây giờ chỉ là 3 giây thay vì là 6 giây như trước. Nhưng nếu như Olaf tiếp tục tấn công thì cứ mỗi lần tấn công như thế thì sẽ được cộng thêm 2,5 giây. Và cái khả năng giữ được cái tầng thế đó là drop của Olaf gần như là sẽ là vô tận nếu như Olaf đánh được ở thế tấn công. Rồi, và hàng chống chịu đến từ bên phía của Thundertalk không phải là Galio mà họ đang tiếp tục hướng tới một chất tướng cũng có rất nhiều khả năng chống chịu và nhiều cái tình huống giữ chân được, như là vị trí của Nautilus. Và đấu trước thì Nautilus nằm trên tay của DY. Phải nói rằng đó là một ván đấu mà DY cũng thi đấu khá tệ, khi mà anh ta không ở trong những tình huống giao tranh thì anh ta không thể tìm được kiếm được những cái mục tiêu quan trọng của đối phương để có thể giữ chân và tạo tiền đề cho hàng sau của mình có thể được bắn. Hãy cùng chờ xem SMY trong ván đấu này thì anh ta có thể làm được điều đó hay không, khi mà nên nhớ rằng họ có đến 3 chất tướng sát thương ở trong đội hình. Việc giữ cự ly đội hình và setup một tình huống giao tranh tốt sẽ là điều hết sức quan trọng dành cho bên phía của Thundertalk. Việc setup giao tranh thì lại không phải là điểm mạnh của Thundertalk, khi mà ở cả hai ván đấu thì J-Team mới đang là người làm tốt hơn ở trong những bước kiểm soát và những bước setup trước thềm giao tranh. Chính xác là như thế, đó là đẳng cấp của J-Team. Và trong ván thi đấu này thì mặc dù là họ không có một con bài setup giao tranh tốt như là con Shihin mà Pan đã thể hiện ở trong ván thi đấu thứ nhất, nhưng cái đội hình của họ cũng sẽ cho phép họ làm được điều đó với xung địch cao thế đến từ con Zeri và thêm cả những cú bóng ngủ và những tình huống bọc xuyên thấu nghịch sao của Zoe để có thể cấu rỉa đối phương trước thềm giao tranh cũng sẽ là những thứ vũ khí cực kỳ tốt để hỗ trợ J-Team trong công cuộc setup giao tranh quanh hàng mục tiêu. Và chúng ta sẽ chờ xem ván thi đấu này diễn biến như thế nào. Vừa rồi là tiếng hô rất to đến từ có lẽ là các tuyển thủ của cả hai bên thể hiện quyết tâm giành được chiến thắng ở trong ván thi đấu quyết định này. Đo 128 có một sự khác biệt về khả năng khởi động trận đấu này đến từ cả hai bên. Đo 128 thì đã có một tình huống đảo đường chủ động với cặp đôi đường rồng của mình,
Và anh ta biết rằng ở cấp độ đầu tiên anh ta sẽ phải đặt mình vào thế 1-2 ở khu vực đường dưới, nên anh ta cũng đã không lộ mặt quá sớm mà anh ta hít được một tên lính đường giữa trước đối phương. Sau đó xuống đường dưới này anh ta chỉ ăn được thêm một con lính nữa thôi là anh ta có thể lên 2 được. Và thế trận thì nó cũng... Thực ra thì đi như này tôi nghĩ không phải là gì đó nó quá lợi thế dành cho Dragon 1-8 đâu, khi mà cái turn này đầu tiên thì anh ta đã có được cho mình một lỡ gia trụ rồi. Wow. Cái đó thì Shin cũng chủ động di chuyển ở khu vực đường giữa để có thể hít chung được lính này với những đường giữa của anh ta. Sau đó thì anh ta mới di chuyển ở khu vực đường trên. Thế thì hiện tại thì có lẽ là Shin cũng đã có được cấp độ 2 rồi, anh ta đã có sức lao bất bại rồi. Anh ta sẽ không ngại tình huống 1-2 khu vực đường trên để có thể dọn lính. Khu vực đường dưới thì Dragon 1-8 đang là một cảnh tương tự với Shin khu vực đường trên. Và cái lượng stack trụ của anh ta đang mất khá nhiều. Tốc độ bắn của Soi, tốc độ bào trụ của anh ta đang là khá tốt. Một lớp stack trụ đã có, stack trụ thứ hai chuẩn bị có, chỉ còn một ít máu của cái trụ này nữa thôi. Trong cái thế trận chia đường như thế này thì hai người chơi đường đơn của cả hai bên thì đều gặp áp lực như nhau. Cả Jack và cả Gwen thì đều không phải là những chất tướng có khả năng dọn lính quá nhanh và quá mạnh ở giai đoạn đầu trận đấu. Và đặc biệt cũng không phải là một những chất tướng có thể đi được kèo 1-2 quá tốt như là Rayton hoặc là như là Garen. Vậy thì lợi thế đến từ cái kèo này nó sẽ đến từ việc là cặp đôi đường rồng của bên phía nào có thể bảo trụ một cách tốt hơn. Thì bên phía của J-Team lại là một chất tướng theo dạng là pháp sư ở khu vực trên, vì vậy khả năng lấy cái lớp giáp trụ không phải là quá tốt. Trong khi đó so với một xạ thủ ở khu vực của dây ui một tình huống xin sắp bắt cho mình cái chiến công đầu, đã tốc biến thoát đi được. Ban đang là người bị dụ kèo cho tình huống này và đã có điểm chiến công đầu dành thuộc về bên phía của Gwen với tình huống thiếu đốt của anh ta. X-Bay tốc biến thoát đi và hoàn thành sống sót ở trong tình huống hỗ trợ người đồng đội của mình. 0711 đến quá trễ trong pha giao tranh này và anh ta còn chưa nhảy cấp độ 5, anh ta đã quyết định là bỏ qua con cua để có thể tham gia vào pha giao tranh của vịt trần, hy vọng đem về thêm điểm hạng của X-Bay nữa. Anh ta chưa có được cái tầng thế ra rock và X-Bay dễ dàng outplay anh ta bằng chỉ với một cú tốc biến của mình thôi. Những tình huống thi đấu giai đoạn đầu trận rất thành công đến từ Thorntop Gaming. Ở cánh dưới thì họ có được hai stack trụ đến từ sự xuất sắc của Soi, và ở cánh trên thì họ có được một bài hạ gục của đối phương. Rồi, vậy đó là những cái lợi thế giai đoạn đầu trận là khá tốt dành cho bên phía của Thorntop, vì họ đánh ở trong một cái thế theo dạng là phản ganh trước bên phía của đối phương. Và J-Team lại là người bị dụ kèo, và người có địa điểm hạ gục lại là Gwen trong tay của Shin. Một tín hiệu là cực kỳ tối ưu, và đã có những tình huống đảo đường ngược lại dành cho Thunderthawk rồi, để họ khiến cho Gwen trong tay của Shin có thể đảm bảo cái lợi thế với cái chiến công đầu vừa rồi của mình. Đúng thế, bên phía của Thunderthawk Gaming đã có rất nhiều lợi thế rồi, và cái bước đảo đường này sẽ khiến cho họ giữ được những lợi thế đó không mất đi nữa. Với cặp đôi đường rồng được đảo lên khu vực đường trên như thế này thì những lớp sát trụ ở khu vực đường trên thần tốc sẽ được giữ nguyên những khu vực đường dưới. Thì bây giờ tình huống can thiệp đến từ người đi rừng của bên phía J-Team, Shin đang gặp nguy hiểm, anh ta kịp thời lui lại. 0711 cũng đã phải rời ra khỏi thềm trụ và trụ đang bắn hồi triệu nhân viên lên đất tàu. Một pha bắt trụ quá ân đến từ bên phía của J-Team và Yezi đã phải trả giá. Có vẻ như là Thunderdog thì đang muốn né Weibo Gaming nhiều nhất có thể, còn J-Team thì đang đánh theo phong thức sâu mét và giải trí mà thôi. Và những cái bước di chuyển hớ hênh vừa rồi của J-Team thì đang dần dần tạo cơ hội để cho Thunderthawk vươn lên vị trí thứ vị trí trên của bảng xếp hạng và lách được ra khỏi cái sự lựa chọn bền của Weibo Gaming. Ở vị trí thứ 6, chính xác họ đang muốn dần dần vươn lên vị trí thứ 6 với cái chiến thắng này. Qua đó thì cái mạng hạ gục vừa rồi đến từ bên phía của JG nó hơi đen dành cho anh ta, nhưng cũng hơi đen dành cho bên phía của Shin khi mà anh ta không có bất kỳ một lượng đam nào là người trên xạ thủ của đối phương. Đúng vậy, tuy nhiên thì Shin ta giữ được mạng trong tình huống thi đấu vừa rồi thì cũng đã là rất tốt rồi, và sau đó anh ta quay trở ngược lại khu vực đường của mình thì cái trụ của anh ta vẫn gần như là còn nguyên máu. Trong khi đó khu vực trên thì J-Team cũng rất bế tắc trong cái việc là lấy đi sát trụ thứ hai của bên phía đối phương. Tất cả lợi thế giai đoạn đầu trận này đang thuộc về cho bên phía của OMC. Bây giờ thì OMC có thể nói họ sẽ là đội tuyển được quyền chọn mục tiêu ở trong bảng thi đấu này, họ muốn hướng đến mục tiêu nào cũng được, quan trọng là cách setup đội hình của họ như thế nào thôi. Và Shin đã di chuyển xuống khu vực đường dưới rồi. Và như vậy thì nhiều khả năng là bên phía của Thunderthawk Gaming sẽ hướng đến con sứ giả khe nước hay chăng. Rồi, và bây giờ mới là nhịp biến về đến từ cả hai người chơi đi rừng. Họ vẫn đang chưa lựa chọn phần sân của mình. Và thêm một nhịp biến về nữa đến từ bên phía của Kai'Sa. Kai'Sa đã về kịp lên cho mình món trang bị lớn đầu tiên hay chưa đây? Chúng ta chưa được biết điều đó. Nhưng hướng đến con sứ giả đều đang là điều mà cả hai người chơi đi rừng lựa chọn ở trong tình huống kiểm soát mục tiêu đầu tiên này. Đường giữa vẫn đang được ưu tiên đẩy lính trước. SMY đang đứng một cách rất uy hiếp, anh ta sẵn sàng móc vào vị trí của DY nếu như DY đứng hớ hình. Dọn lính thành công xong, Soi cùng với những người đồng đội của mình ra chiếm được quyền kiểm soát tầm nhìn xung quanh khu vực con sứ giả. Rồi, DY cũng đang muốn móc máy với con sứ giả bên phía đối phương ở đây. Fan sẵn sàng một tình huống nghịch sao là rất đau. Nhưng sau đó thì ngay lập tức là anh ta phải lùi đi khi mà nét vẽ chết chóc của Soi cũng đang đến, thùng đồ nổ được quăng ra rồi.
không có vũ khí để cho bên phía của Dinh có thể can thiệp vào tình huống là suy giảm khí lực của đối phương nữa. Và không bị 1-1 đã thành công con rồng ở phía dưới rồi, bóng ngủ chính xác vào vị trí của Jin. Và Jin sẽ không tiếp ứng được cho SNY trong tình huống bỏ chạy này. SNY đã bay vung tốc biến. Rất may mắn là anh ta vẫn có thể sống sót được và lui lại. Soi sẽ hồi máu và anh ta có thể thủ trụ được. Trong khi đó sẽ là cái nước được thả của bên đường trên. Và đang là một sức ép cực kỳ kinh khủng của bên đường trên dành cho Xby cùng với Z. Ngay lập tức là DY phải tiến ra đây. DY đã có mặt tại đây rồi, vì vậy con sứ giả thì cũng sẽ chỉ mang thêm một hook nữa. Lượng máu là cực kỳ lớn ở trong tình huống vừa rồi. Và Z là người được hưởng lợi khi mà anh ta lấy được cái trụ đầu và hưởng được một lớp giáp trụ cực kỳ sớm ở trong pha. Tận dụng con sứ giả đó, trong cái đường dưới thì Jack trong tay của Dom 128 vẫn đang thoải mái chơi. Mặc dù anh ta không phải là người được hưởng lợi những điểm hạ cũng ra đầu trận đấu như là Xin ở phía bên kia, nhưng thế trận farm của anh ta vẫn đang là rất tối ưu, tại vì anh ta được ăn hưởng trọn vẹn cái trụ và những lớp giáp trụ của đường rồng ở xuyên suốt khoảng thời gian vừa rồi. Đó vẫn là một điều mà bên phía của dây team có thể yên tâm được. Chính xác, và đó là lý do vì sao mà mặc dù là KDA của anh ta thì hiện tại là 0-0 nhưng anh ta vẫn đang hơn Xin bên phía bên kia với KDA là 1-0 với lượng tiền là 300 tiền. Ở thời điểm hiện tại, con Jax của Dom 128 có thể nói là đã cân bằng lại về tất cả những cái lợi thế mà ta đã mất trước đó. Và tay của Xin đến từ cái pha băng trụ khá cồng kềnh từ vị trí của JG. Và ở thời điểm này để xem là đội tuyển nào sẽ làm tốt hơn. Thật ra Top Gaming vẫn đang có rất nhiều lợi thế, tuy nhiên thì bên phía của J-Team nên nhớ là họ có nguyên một con Olaf ở trong cái bán thi đấu này. Cái sức tấn công của J-Team giờ đang đội trận không thể xem thường được. Nhưng bây giờ là phải di chuyển và tấn công rất ơn đến từ vị trí của Zoe. Và anh ta ngay lập tức phải nằm xuống. Muti rồi tâm nhịp và sau đó sát thương dùng vào là quá đau đến từ cái thành viên của Top Gaming. Dạ, đó là Pan. Hai pha liên tiếp anh ta đi hớ hình, một lần trước thì anh ta đã mất cho mình cú tốc biến sau khi ăn một cái móc một eo đến từ SMY rồi. Lần này không còn tốc biến nữa thì anh ta đã phải nằm tấn công thẳng vào bộ xanh của đối phương. 0711 vẫn đang giữ những mục tiêu của mình một cách rất tốt. Và mặc dù Pan phải nằm lại nhưng một người khác vẫn đang cười thầm ở khu vực cánh dưới. Đó là chính vị trí của Dom 128. Vẫn đang giữ một mạch farm không ngừng lại một chút nào cả suốt 7 phút thi đấu vừa rồi. Vẫn là một con rắc rất ngon đến từ bên phía của dưới team mà họ đang nuôi ở trong trận thi đấu này. Chúng ta xem lại tình huống thi đấu vừa rồi. Pan rõ ràng không phải thi đấu rất lỗi với con Zoe của anh ta với vòng xuyên thấu. Và cái pha di chuyển vừa rồi của Xin, anh ta bắt buộc phải ra khu vực được giữa bởi vì những người đồng đội của anh ta lúc đó đang có xu hướng tấn công 4 người khu vực rừng và trên đối phương. Bắt buộc Xin phải di chuyển vào khu vực được giữa để có thể đón những tài nguyên đến từ những đợt lính lúc đó có mặt khu vực được giữa. Đồng nghĩa với việc là Dom 128 được thả ra farm khu vực được dưới. Và bây giờ thì có lẽ Dom 128 đã xanh thì anh ta sẽ càng thêm xanh. Liên tiếp là những tên lính được Dom 128 đẩy cao hơn so với Xin. Xin anh ta phải di chuyển nhiều hơn so với Dom 128 trong những phút thi đấu vừa qua. Ui, soi đồ đầu anh ta lên luôn cho mình cái súng hải tặc luôn. Rất khô máu đó vị trí của soi. Vậy thì ai sẽ là người làm mềm đối phương để soi dứt điểm đây? À, Kai'Sa, Gwen, ok. Vậy thì soi sẽ xác định rằng mình sẽ là lượng sát thương dứt điểm mục tiêu ở trong những tình huống giao tranh tổng cho những người đồng đội của mình. Chúng ta còn khoảng 1 phút 30 giây nữa mới đến thời điểm mà những xạ thủ của cả hai bên hoàn thành xong trọn vẹn hai món trang bị. Đặc biệt là bên phía của Thunder Talk thì đang giữ một mạch farm khá tốt. Khi mà những món trang bị họ đầu tiên họ lên thì đều là những món trang bị khá là rẻ so với vị trí của Jerry phía bên kia là những món trang bị cực kỳ đắt tiền. Đúng thế, bây giờ thì Soi đã có cho mình thêm cả một cái ma vũ song kiếm nữa rồi. Và bây giờ thì không chỉ khả năng bổ rỉa tầm xa tốt mà khả năng khá nhiều của anh ta cũng là cực kỳ tốt. Một đường giữa chặn lại đó là xem quay dính bùng đủ nổ. Sau là sắc hương dồn vãi, xem quay đợi đến nhịp cuối cùng anh ta mới bùng tốc biến. Và đó là quyết định sai lầm của xem quay, anh ta tính không đủ lượng đàm anh ta có thể chống chịu được. Xem quay lên bài đêm số. Bây giờ bắt buộc Soi phải bật lên sân khấu tư thần của mình để có thể dồn lính. Nhưng ta không dồn lên, anh ta bắn vào đối phương. Pan lao lên với vòng xuyên thấu của mình tí nữa thì tìm được vào vị trí của Soi. Nhưng Zi cũng đã đến kịp thời để giúp cho Soi có khả năng phòng thủ cái trụ của đường giữa. Và thậm chí là DY cùng với Zi đang phải che cho Pan lùi về. Những cú tiêu truy kích của Zi nên nhớ rất đau với cái lỗi trang bị Kai'Sa AP như thế này. Nếu như pha thi đấu vừa rồi Pan không có tình huống vòng xuyên thấu đó thì chắc chắn người phải nằm lại là 0711. 0711 đi đúng qua đường đạn của cái phát bắn cuối cùng trong cái sân khấu tử thần. Và nó đã bị che đi bởi một con Zui với cái vòng xuyên thấu. Một tình huống thi đấu khá top team dành cho người chơi đi rừng đến từ bên phía của J-Team. Và không ai phải nằm lại trong tình huống đó. Qua đó chúng ta cũng sẽ có được đầy đủ nhân sự dành cho cả hai bên. Trước thêm con rồng thứ hai trận thi đấu xuất hiện. Đây sẽ là con rồng mà bên phía Thunder Talk bắt buộc phải ăn được. Tại vì nếu không thì đối phương sẽ có hai bộ lợi rồng. Nhưng nếu có được con rồng lửa thì lượng sát thương được gia tăng sẽ là rất lợi thế dành cho những trận tướng xạ thủ trong đội hình ăn rất nhanh. Ăn cực kỳ nhanh. Và SMY có một tình huống đứng giữ sai vô cùng sáng suốt của anh ta phát hiện ra thấy 0711 đã đi ngang qua cái tầm nhìn của anh ta khiến cho khả năng can thiệp vào hàng rồng của J-Team
Không có. Đây tôi nổ mà xem ngoài. Tiếp tục là dính bóng ngủ. Tiếp tục là dính tung đường nổ. Xem ngoài lần này có đồng hồ cát để có thể cầu chiều những người khác đang cố gắng trả đàm. Nhưng xem ngoài mất đi rồi. Và lực lượng của City đã bắt đầu đến. Sức bổ của Olaf đang là cực kỳ kinh khủng. Chúng ta ra đâu. Và lần lượt thành viên của Tottenham Hotspur mình đang bắt đi. Nhưng gì sử dụng bản năng sát thủ của mình lên và cố gắng bắn vào sang bên phía đối phương. Anh ta chưa bắn gục được fan và ta đã bay xin rồi. Xin quay ngược trở lại làm gì được không? Bên kia là sân khấu tử thần được dựng ra để từ xoay cũng không với vào được cái vị trí yếu máu các thành viên bên phía của City tìm rất đáng tiếc. Ui, pha này là dưới tìm 4-5. Dưới tìm 4-5 nhưng mà đội hình bên phía của Thunderthorpe lại đến quá rời rạc, họ đến từng người một và quyết định băng vào cho tình huống cuối cùng đến từ bên phía của Thunderthorpe dường như là đánh mất đi cả tình huống giao tranh này rồi. Đúng là như vậy. Ở phút thi đấu thứ 10 sẽ là khoảng thời điểm mà cả hai team sẽ va chạm vào nhau với một tình huống giao tranh tổng rất khốc liệt. Và người làm tốt hơn ở tình huống này vẫn tiếp tục là J-Team khi mà thùng rượu nổ này nó quá đẹp đến từ bên phía của DY. Ngay lập tức biến mất hàng chống chịu trong đội hình của Thunderthorpe. Và kế đến là nhịp 2 càn vào đến từ Olaf quá uy lực. Một Olaf quá uy lực và nhiều đam. Và đây là tình huống dựng sân khấu. Trước đó là một pha băng vào đến từ bên phía của G. Nó hơi thiếu sự gọi là chuẩn xác. Thời điểm đó thì anh ta băng vào đặt mình vào thế 1-3. Còn cái sân khấu vừa rồi đến từ bên phía của Soi thì nó một phát bắn vào cái vòng xuyên thấu là hơi sớm. Phát bắn sau đó lại hơi muộn. Và đó là lý do mà anh ta chưa thể mang về điểm hạ gục của mình mặc dù đã có cho mình cái số hải tặc. Giao tranh rất quyết liệt đến từ cả hai bên. Khi chụp kỳ lại thì J Team là đội tuyển có được quả ngọt hơn trong pha giao tranh vừa rồi. Tuy nhiên thì lợi thế về đồng ở thời điểm hiện tại đang là cân bằng. Nhưng J Team thì đang hơn đối thủ là 5.000 tiền. Kể từ bây giờ thì Tottenham sẽ phải cẩn thận hơn trong tình huống giao tranh của họ. Đặc biệt là ở vị trí của G có lẽ cần nhiều hơn cái sự cấu rỉa đến từ phía của Soi. Trước khi bắt đầu giao tranh tiếp tục là SNY bị bắt lại. Anh ta lần này lại có thêm cái đồng hồ để có thể bấm nữa. SNY bây giờ tốc biến để có thể chạy đi. Nhưng đội hình của Tottenham Hotspur đang bị tàn sát. Soi cũng đã bắt đầu bị tìm đến ở hàng sau. Xin bây giờ mới đến với giao tranh, anh ta cố gắng có thể cắt. Nhưng đòn 128 sức căng nước là quá kinh khủng. Xin có sự làm bất bại. Không ai dạy tấn công anh ta trong sự làm bất bại này cả. Và Pan vẫn đang làm cực kỳ tốt cái nhiệm vụ cấu rỉa cũng như gây sát thương với người sau cùng với bóng ngủ. Cực kỳ khó chịu. Bây giờ chỉ còn lại Sim cùng với Soi thôi. Không ai có thể ngăn cản được tình huống ăn Baron này của J-Team. Baron được về cho J-Team rất dễ dàng. Và chính thức là 7.000 tiền được viên lên dẫn cách dành cho bên phía của J-Team rồi. Họ vẫn đang liên tiếp ép những tình huống giao tranh rất ác liệt với bên phía của Thunderthorpe. Và sau những tình huống giao tranh đó thì J-Team vẫn đang làm tốt hơn ở trong những điểm hạ gục của mình. Và hãy cùng chờ xem họ tận dụng con Baron này thì có thể lấy được thêm những lợi thế như thế nào. Liệu có thể chạm tay được vào một trong số những đường lính siêu cấp bên phía đối phương hay không. Với 8.000 tiền giãn cách ở thời điểm này, gần 8.000 tiền. DY đang quét mắt và anh ta phát hiện là khu vực đường giữa đối phương không hề có mắt. Và ta đang rất tự tin để có thể tiến vào rất sâu ở khu vực đường giữa. Và thậm chí là có thể tiến vào phần rừng bên phía đối phương để có thể kiểm soát. Để hỗ trợ cho những đợt đẩy. Ở cảnh của anh ta, Dom 28 đang đẩy cực lực. Còn đội hình của Thunderthorpe Gaming đang phải lùi. Sin cũng đang phải lùi. Dom 28 có sự hậu thuẫn đến từ đàn lính. Một cú kích sao rất nhiều sát thương từ vị trí của Pan. Sin không kịp bật lên cho mình cái xương la bất bại để chống lại sát thương đến từ cú kích sao đó. Từng trụ của Thunderthorpe Gaming đang bị mất đi sân khấu tự thần được dựng ra. Khả năng bào máu của Soi đang là không quá tốt. Liên tiếp những người chống chịu ở trong đội hình của J-Team tiến lên để có thể chống chịu sát thương đến từ cái sân khấu tự thần đó. Soi lên đồ như này thì chỉ đánh tay đau thôi chứ còn sân khấu tử thần sẽ không đau, nét vẽ cũng không đau luôn. Và anh ta cứ dựng sân khấu, đó là lý do vì sao mà trong khoảng 3 phút vừa rồi Soi anh ta món trang bị duy nhất mà anh ta lên được thêm. Đó là một cái kiếm BF. Không, chính xác là 4 phút, từ phút thứ 9 anh ta đã có được 2 đồ rồi. Và đến thi đấu phút thứ 13 thì anh ta mới thêm được một cái kiếm BF. Đến từ 2 pha liên tiếp mà Thunderthorpe họ thua. Và Soi cũng chả thể mang về cho mình bất kỳ một mạng hạ gục nào. Và thêm một lần nữa tôi sẽ tiếp tục nói, đó là cái súng hải tặc sẽ là một cái món trang bị theo dạng tình thế. Nếu như các bạn ở trong cái thế trận mà đang thua thì súng hải tặc sẽ rất là phí tiền dành cho đội hình của bạn. Thời điểm hiện tại thì có thể nói rừng của bên phía Thunderthorpe Gaming đã hoàn toàn thuộc về cho J-Team rồi. Tất cả dàn trụ 2 đã bị họ bóc đi. Và tiếp tục lên tình huống sao quá đau từ vị trí của Pan. Và lăn bụng tốc biến từ vị trí của DY. Sau đó đầu bài 8 nhảy vào. X-Bài khó chạy trong pha thi đấu này, chỉ có thể bật lên bán bị thương và sau đó là hy sinh mà thôi. Người tiếp theo sẽ là SMY. Bên phía bên này thì Yezi cũng đã bắt đầu tấn công vị trí của Sin. Chui thẳng vào xương là bất bại để có thể đánh. Sin không thể chống chọi lại được sát thương đến từ Yezi. Và sau đó các thành viên của Sin tìm đến nữa. Sin giặt nhà và Sin chắc chắn sẽ phải nằm lại trong pha thi đấu này. Trong khi đó dấu sân khấu tử thần được dựng lên bằng lạc đông quá đau vào các thành viên của J-Team. Thunderthorpe gần như thất bại toàn diện tất cả các vị trí trong vài thi đấu quyết định này rồi. Hoàn toàn là gãi đó Soi với cái hướng lên trang bị này của anh ta. Tiếp tục là một tình huống nghịch sao nữa, bóng ngủ chưa chính xác nhưng sẽ là khép góc vào vị trí của Soi, ép cho anh ta phải mất tốc biến cho tình huống vừa rồi. Đã hết lính nhưng vẫn càn vào để lấy được cho mình một đường lính siêu cấp đến từ bên phía của J-Team.
Và sau đó là đường trên đang là thế đẩy dành cho bên phía của Dortmund 28, nhưng quyết định là lùi về với con rồng thứ 3 của trận thi đấu. Và kế đến sau con rồng, họ sẽ xếp xung quanh khu vực con Baron để có thể tiến đến chiến thắng 2-1 dành cho mình ở trong trận thi đấu này. Xác, sau con Baron thứ 2 thì sẽ là cực kỳ nhiều lợi thế cho chuyên tìm để có thể kết thúc ván thi đấu này. X-Bài đang muốn can thiệp vào con rồng nhưng có bị bố bột đã có thể khiến mặt rồng thành công. Ta đã cố gắng về, bắn tập về được với tầm thế rất là rốc của mình. Có thêm một cú thả thiên thạch để chặn đường giúp cho không bị bố bột có thể chạy thoát nữa. Bên phía của Thunder Talk Gaming không thể làm gì được cả. Và còn 18 giây nữa thì con Baron mới xuất hiện. Thời gian này sẽ là đủ để cho các thành viên của chuyên tìm có thể biến về, hồi máu, lên trang bị, sau đó tiếp tục tiến ra hai Baron để set up. Và khác với những trận tướng sát thủ thì khi được cầm những trận tướng sát thủ gì tiếp tục đánh một cách rất hiền. Ở trong trận thi đấu này chúng ta vẫn chưa nhìn thấy những điểm nhấn đến từ cả hai xạ thủ bên phía của Thunder Talk. Cả hai xạ thủ lại còn đều thọt nữa. Trong khi đó những tình huống càn lên đến từ 0711 với con Olaf không thể bị giữ chân thì lại là quá áp lực đi. Tiếp tục là một tình huống ngủ thành công. DY đi vào check bụi và sẵn sàng tung ra thủ hiệu nổ nếu bất kỳ một thành viên nào đi hớ hình đến từ bên phía của Thunder Talk. Bây giờ thì gì rất khó để có thể chọn cái thời điểm để có thể lao vào giao tranh. Tình huống giao tranh mà anh ta đánh láo thì Thunder Talk Gaming cũng đã thất bại. Còn nếu như anh ta đánh nhùng thì coi như là Thunder Talk Gaming sẽ không có sát thương. Tiếp tục là những sức ép đến từ các thành viên của J-Team. Họ quét toàn bộ rừng bên phía đối phương, không cho X-Bay có bất kỳ một cơ hội nào để có thể ăn bùa tiếp tục ở trong vài thi đấu này nữa. Và sẽ là con Baron được hướng đến để có thể ép đối phương ra giao tranh. Các thành viên của Thần Tốc thì vẫn đang phải khá thận trọng trong bước di chuyển của mình. Nó móc được một người ở vị trí của đo 128. Đo 128 có nhảy bàn hình và sân khấu tư thần được dựng ra, bắn liên tiếp vào trong góc hẹp. Nhưng bên phía của J-Team vẫn đang có khả năng trả đàm là rất tốt ở đây với 0711. 0711 dính một Komikatia đã mất giá hồi sinh. Xin bây giờ bắt đầu lao vào. Cứ lý đội hình của Thần Tốc Gaming đang là khá tốt. Đo 128 đang bị tìm đến. Sức khắc của Xin đang là ổn nhưng Đo 128 đã có thể rời xa ra khỏi tầm đánh của Xin. Bắt đầu mọi tao sống, còn xin là 3 điểm số. Và đây là pha quét sạch dành cho J-Team và sẽ là thắng tiến luôn lên chiến thắng ở trong vài thi đấu quyết định này. Một pha, một góc đánh mà tưởng chừng như sinh ra trong đội hình của Thunder Talk đã chống chịu được quá nhiều lượng sát thương khi mà Jerry trong tay của JZ phần lớn thời gian là anh ta bắn vào bán nguyệt thương của đối phương. Nhưng khi hết bán nguyệt thương thì không có nhiều sát thương được trả ngược lại đến từ bộ đôi sát thủ, chính xác là bộ đôi xạ thủ của Thunder Talk. Một pha giao tranh rất dài hơi và cả Jin cũng như là Kai'Sa không có dấu ấn quá lớn về mặt gây sát thương khi mà những hàng trên của họ lại chúng chịu cách quá tốt rồi. Và Gwen trong tay của Shin đến thì cũng là một thời điểm quá muộn màng với tình huống giao tranh. Anh ta phải tận dụng cú dịch chuyển của mình. Và khi đến thì anh ta lại ở giữa tâm địch. Một tình huống gọi là nở hoa trong lòng địch đến từ bên phía của Shin và anh ta đã phải trả giá. Và chiến thắng 2-1 dành cho bên phía của J-Team, mặc dù thì chúng ta có thể thấy